Chào các bạn. Bây giờ là sáng sớm Chủ nhật ngày 24 tháng 9 năm 2023, tức ngày mùng 10 tháng 8 năm Quý Mão. Mình ra thăm vườn Thanh Hà. Vườn này không chủ động được nước cho nên kệ nước trời. Cây lộc ba xong các bạn ạ. Sớm quá. Nhưng như mình vừa nói kệ, chứ chẳng biết làm nào cả. Những cây này nếu giả sử vải của các bạn, lộc này nó già chắc bánh tẻ là các bạn khoanh thôi. Khoanh sớm đành phải hai cách, một là khoanh rộng, hai là khoanh hẹp thì khoanh lại hai lần. Cây thứ hai bên này thì cũng đang ban rồi. Cây thứ ba thì đang tạo dần rồi. Vẫn thế. Còn bên này nó nhú sau một chút. Cây này chưa nhú. Khu này mình đã phạt. Mình phạt dùng cước. Mình phạt sát đất. Đánh nát hết cỏ. Cây bên này cũng ra khá đều. Sang cái bên này thì hôm đấy mình phấn đấu. Hình như hôm thứ 6 tuần trước nữa. Mình phấn đấu không phải phun nước sâu, cho nên mình chuyển sang phạt bằng lưỡi dao, phạt lửng, không đánh nát nữa. Đánh nát nữa. 5:45 các bạn ạ. Mình hẹn giờ này mình tập thể dục xong, giờ này là về nghỉ để cho cơm nước cho các cháu mình đi làm. Nhưng này chủ nhật nên mình không tập thể dục nữa, mình đi làm cho nên ra quay một đoạn video vườn Thanh Hà trước, xong về mới lại phạt cỏ ở vườn vải thiều. Bên này thì đang xanh. Như lâu bên này thì đẹp đây. Thì bên này mình phạt lửng các bạn ạ. Mình không phạt sát, bởi vì phạt bằng dao. Nó nhanh, mới nữa phạt nhanh. Thôi chấp nhận vậy, chẳng làm nào được cả. Anh hàng xóm bên này anh phun nước cỏ, mới hấp được các bạn ạ. Mình thì mình không dùng thuốc cỏ. Do mấy ý, thứ nhất mình là kênh YouTube, nó đăng lên thì ngoài anh em chúng ta xem vải thì cũng là cái chứng cớ để một sản phẩm sạch các bạn ạ. Tại vì anh phun nước cỏ cho mình sang bên này nhé, sang vườn mình quay, mình không quay vườn anh ấy nữa, đứng bên vườn anh quay sang nữa. Thì vì như mình nói ấy, mình không có thời gian, hôm đấy cố gắng mình phấn đấu mình làm xong phun nước sâu cho anh phần lửng các bạn ạ. Tuy nhiên cỏ nó cũng vẫn có hiệu quả hết nhiều. Đây. Những cây này ở ngoài nhìn thì xanh đậm, nhưng bên trong bắt đầu nhú lộc các bạn ạ. Đây. Nhú khoảng 3-5 phân rồi. Đây, 3-5 phân rồi. Mình đã phun nước sâu một lần. Cách mình đã nói phun nước sâu lần cách đây hình như hôm thứ 7, thứ 6. Tuy nhiên mình nhìn cái này sâu nhiều quá các bạn ạ. Đây, sâu nhiều quá. Hôm nay mình phun nước sâu tiếp cho các bạn nhé, phun thêm một lượt nữa. Đây, sâu đo bé bé này, cắn nát hết rồi. Các bạn nhìn là con sâu đo bé này, để bật flash lên nhé. Một sâu bé bé tí. Đấy, phun được, đây này, con sâu ngón tay mình ấy, thứ 6 tuần trước. Thứ 6 tuần trước đến thứ 6 tuần này là 1 tuần, là 7 ngày. Thứ 7, Chủ nhật. 9 ngày rồi các bạn ạ. Phun được 9 ngày bắt đầu có sâu cắn. Vậy lượt lộc thứ 3 này phải bảo vệ các bạn nhé. Nếu thứ 6 tuần trước mình phun, hoặc thứ 6 tuần 7, Chủ nhật tuần này mình phun thì là 2 lần rồi. Và có thể phải phun thêm lần nữa. Mình phạt cỏ thôi, mình chưa xơi sáo được. Những cây cỏ già, những cái cỏ sát gốc cho nên trong nó vẫn bầm sờm nhưng không có thời gian làm. Đây, sâu bắt đầu cắn đây. Đây, 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 sâu đo đấy, sâu đo đấy, con sâu đo tí này đấy, phòng các bạn sẽ kiểm soát. Đây, con sâu đây này, úi 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 đấy, bắt đầu có sâu đo bên này. Thế 2-3 con, úi 2-3 con này đấy.
tôi với lọc 3 lọc cuối cùng để đảm bảo thì cứ phun cho nó một lượt nữa. Sau có thể phun lên 3 lượt các bạn ạ. Một lượt lọc vải cuối cùng phải giữ. Vậy là vải này từ thu hoạch đến giờ mình bón 1 cân phân NPK Việt Nhật 15-15 các bạn ạ. Dạo trước mình bón 5 lạng, hôm nọ bón 5 lạng là hơi nhiều. Đấy. Cây bên này cũng giống như cây đầu tiên mình quay, tở lá rồi. Đây bên này mình phạt lửng này, phạt cỏ lửng. Hôm nay về mình phạt vẩy vải thiều thôi các bạn ạ. Nói ra sớm làm sớm vậy, vải thiều mình láng già nó đang nhú lọc rồi. Làm sớm so với kế hoạch mình nhiều. Để kế hoạch mình từ mùng 5 đến 15 tháng 10 mình cho ra lọc. Cái này cũng sớm. Nhưng hôm nay thời tiết ở Bắc Giang mình hay quê mình đây nó rất thuận lợi cho ra lọc. Nó không mưa nhiều như mọi năm gây hiện tượng úng. Nó hơi khô. Nhưng cây vải nó phù hợp với điều kiện thời tiết là hơi khô một chút chứ không mưa nhiều. Cho nên nếu như cây trồng lúa thì đấy là hạn, thiếu nước, những cây vải quá thuận lợi cho ra lọc của nó, thuận lợi các bạn ạ. Với nữa bây giờ mình đang chuyển dần sang cây cảnh. Cho nên thôi dần dần cây vải mình giảm dần. Cho nên không cần đúng nữa, cái kệ đó đành phải làm sớm cũng được. Còn như đầu video thì chúng ta lọc ra sớm phải khoanh sớm, nó chả con đường nào khác. Còn mình thì mình không khoanh, vườn này không bao giờ mình khoanh cả. Thì có lẽ mình sử dụng cái biện pháp kỹ thuật như sau. Thôi đành phải lọc nhá. Có nghĩa là những cây nào ra sớm quá có nguy cơ ra lọc thì có lẽ mình mang HTC ra mình phun với nồng độ một chai cho 200 lít, tức là 2,5 ml cho 1 lít nước. Tuy nhiên mình phun tỉa những cây nào già, ví dụ như mình hay phun HTC 19-20, mình phun đúng vào ngày mùng 10 thì vải mình rất đẹp. 19 mình bán đầu cửa cân, hàng mặt của các cửa đẹp. Xem năm 20-21 mình phun 19 thì vải mình năm ấy quá sai, nó không được đẹp, không được bán đông lát, sau bị cách ly. Còn từ năm 21-22 mình phun muộn hơn. Và năm 22-23 lại phun sớm hơn thì nó có hiệu quả bằng. Thế bây giờ mình thấy thời điểm phun Thanh Hà này đẹp nhất là ngày mùng 10 tháng 12. Vậy từ giờ đến mùng 10 tháng 12 chắc chắn vải này nhú lọc tiếp. Thì mình sẽ phải làm như cách mình nói. Nếu như các bạn là các bạn khoanh theo cây, cây nào lá già khoanh trên đấy. Và sau, một là chúng ta khoanh thật rộng, sau không phải khoanh lại. Hai là khoanh hẹp, khoanh lại. Còn mình không khoanh thì mình sẽ dùng cách phun. Cây lá già phun trước, phun 2,5 ml cho 1 lít nước. Có thể phun từ mùng 10 tháng 11 đi. Đấy. Vậy là một tháng sau là mùng 10 tháng 12 lại phun lại toàn vườn. Vì phun hai lần, lần thứ nhất là hãm lọc, không cho ra lọc đông, cho nên phun không, tức là chỉ có HTC không. Lần thứ hai mình sẽ cộng thêm 10-10 hoặc bột ra hoa nào đó. Vậy năm nay mình sẽ phun hai lần HTC. Còn cây này lọc yếu quá, nó ra lọc hay không ra, ra quả cũng ra cũng chịu. Cây này, riêng cây này thì mình lại bón phân làm cho ra lọc mạnh. Thì cây này từ năm kia đã yếu rồi, có thể gốc nó có vấn đề, chết dễ. Cẩn thận các bạn, có thể tươi dễ nhưng mình không làm đâu. Và cả lô này cũng là lô yếu các bạn ạ. Vì lô này bị úng. Đôi khi úng nó không chết, nhưng vì úng cho nên nó làm cho dễ đất chặt, rồi sinh ra các loại bệnh. Cho nên điều kiện không thuận lợi cho sâu bệnh phát triển, cho nên phát triển. Tất cả các lô này đều rất là xấu, nhỏ, còi. Vậy khu này nó bị úng các bạn ạ.
Còn phải dùng máy phạt thì năm nay mình là năm đầu tiên mình dùng phạt thôi, mọi năm mình chỉ bừa hoặc là kệ thôi. Thì năm nay mình cũng ít đầu tư cho vải, nhưng mà đầu tư cái máy. Ít đầu tư, mọi năm mình đầu tư nhiều hơn thì mình dùng phân. Còn năm nay ít đầu tư thì mình dùng máy phạt, mình phạt qua. Đấy, phạt qua. Máy phạt thì các bạn dùng nhiều, máy phạt thì các bạn quen không nói rồi. Mình thì mình mới dùng thì mình thấy điểm như sau. Nếu dùng cước thì nó chậm, nhưng an toàn và đánh nó nát cước, nát cỏ. Còn dùng dao thì nhanh, nhưng trông nguy hiểm. Và dao thì chỉ phạt lửng thôi, không phạt được thấp. Mấy dòng dao mà đất không cỏ, không gì nhờ, không đá, không sỏi thì tuyệt vời. Còn mà đá sỏi và dao thì nghe nó xót ruột. Mấy nữa trong dùng cước và dùng dao thì mình thấy như sau. Cước thì chúng ta ga lên ga xuống, ga nào ga rất nhẹ nhàng. Còn dùng dao thì mình nghĩ là giữ máy ổn định, ta giữ một ga mức độ nào đó xong để, bởi vì dao nó rất là nặng, ga lên ga xuống nó phải có một quán tính, cho nên phải giữ ga và phạt đều. Một cái ưu điểm thì hôm nay mình nhờ về mình phạt về vải thiều, mình dùng dao các bạn ạ, bởi vì mình không còn thời gian nữa, mình phạt nhanh nhất, phạt lửng thôi. Mình đã đi hết cái vườn Thanh Hà nhà mình thì mình chốt lại video. Năm nay vải Thanh Hà nhà mình và vải thiều ra lộc sớm. Nếu như các bạn khoanh thì đơn giản, chúng ta sử dụng kỹ thuật như sau. Khoanh mịn khi lá giả chắc. Sau khi khoanh, đến thời điểm khoanh bây giờ là để giữ lọc. Đến thời điểm chúng ta khoanh lại. Hai, khoanh rộng. Nếu khoanh rộng nguy cơ chết thì các bạn chờ những ngày trời hạn tưới nhẹ. Còn mình sẽ phun HTC. Vì phun giữa lọc cho lần đầu, mình phun 2,5ml cho 1 lít nước. Sau đến thời gian mà ủ hoa thì mình lại vẫn phun 2,5ml cho 1 lít nước, nhưng cộng thêm bột ra hoa. Vậy thời gian phun có thể là khoảng mùng 10 tháng 11 phun lần 1, sang đến mùng 10 tháng 12 phun lần 2. Cảm ơn các bạn xem video. Mình về đi làm đây. Hôm nay trời có sương, báo hiệu một ngày trời nắng to nhá. Một ngày trời nắng to các bạn ạ. Thời tiết này rất thuận lợi cho lục vải. Nhưng sâu có vẻ nhiều đấy. Đây những cây vải mà ra lộc, một bị sâu ăn xong phun lại, bây giờ ra được hai lần lộc, hơi thiếu lộc. Tuy nhiên chỗ này nó cao ráo cho nên tuy thiếu thì nó vẫn to đẹp hơn cái cây bên góc bên kia. Nhưng mình không chủ động được, dưới người ta không được thoát nước cho lắm. Chân nhiều khi, nhất là người Việt Nam mình, trong các cuộc rượu, đi chơi, đi đâu đó trao đổi chỉ chê người ta thôi, nhưng thực ra cũng rất ít ai để ý đến mình. Người Việt Nam mình làm ăn không hợp tác, phối hợp, ai biết người đó, thậm chí hại nhau không có. Nhưng chỉ biết chê người thôi. Đấy. Ví dụ nhà mình hay mất lặt vặt nhiều, rồi chỉ quay video đăng phây, tố cáo mấy người, tố cáo chung chung, nhưng sau bị trả thù. Vừa chiều quay một người, vừa sáng quay một người trộm tre, sang chiều đã đến phá một loạt. Mình biết nhưng thôi mình chẳng ra nữa. Trả thù kiểu đấy nguy hiểm lắm các bạn ạ. Bị tự trọng tự ái như đi chệm trộm đồ bị bắt được thì lại đi trả thù. Đấy, mà trả thù ai mình biết rõ ràng. Mà chúng ta tưởng biết rằng nếu nghiệp vụ điều tra người ta sẽ hỏi mâu thuẫn đầu, người mâu thuẫn đầu tiên thì biết ngay là ai. Thôi mình chẳng muốn nói nữa. Cảm ơn các bạn xem video nha.